Chào mừng các bạn đến với câu chuyện Đạo Mộ Bút Ký. Qua sự thể hiện của giọng đọc Nguyễn Thành, chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Chương 12. Mạch nước ngầm. Edit Hằng. Beta Tiểu Điệp. Da đầu tôi nhất thời tê dại, toàn thân sờn gai ốc, liều mạng rút tay về như thể phát điên. Nhưng bàn tay khô kia mạnh kinh khủng, tôi không những không rút được tay ra, trái lại còn bị nó kéo thẳng vào trong quan tài. Tôi hoảng sợ đến độ gần như mất hết lý trí, trong cơn hỗn loạn vội móc ra khẩu phách tử liêu, muốn dùng nó đánh gãy cánh tay kia. Nhưng chưa kịp chờ tôi ra tay thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ẩu đả, cổ tay cầm súng của tôi bị tóm chặt lấy. Lúc đó tôi không hề biết cái gì đang giữ chặt tay mình, vừa hét lên vừa giãy giụa, không hiểu vì sao lại giãy bàn tay khô kia ra, liền đạp chân lên nắp quan tài, đẩy cả thứ đằng sau mình ngã nhào xuống mặt đất. Hai người ngã lăn vài vòng trên đất. Tôi vừa biết kẻ tập kích mình là con người, liền can đảm hơn hẳn, xoay người bật dậy, vung tay chuẩn bị bóp cò. Nhưng tôi còn chưa kịp thấy rõ người phía trước rốt cuộc là ai thì đột nhiên nghe thấy phạch một tiếng. Không biết một luồng gió từ đâu ào tới, đập mạnh một cú vào sau gáy. Mắt tôi tối sầm lại, suýt chút nữa đã mê man bất tỉnh. Tôi bị đánh ngã xuống đất, lập tức liền có ít nhất hai người tiến lên làm lấy cánh tay tôi, xách tôi lên thả tới cạnh chiếc quan tài. Quay đầu nhìn lại, lão Dương cũng bị tóm, còn bị trói gỗ vứt nằm chéo queo trên mặt đất. Một người đứng sau dùng thắt lưng trói tay tôi lại, đẩy tôi ngã nhào trên đất rồi di xuống vào đầu tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ bọn họ, đây chẳng phải chính là mấy kẻ chúng tôi đụng phải ở quán ven đường gần Tây An sao? Mấy người này sao lại ở đây? Tôi âm thầm kinh ngạc, lẽ nào bọn họ vừa luôn chú ý đến chúng tôi như lời lão Dương nói, còn đi theo chúng tôi tới tận đây? Hỏng bét rồi, đây toàn là dân giang hồ, rơi vào tay bọn họ chỉ e lành ít dữ nhiều. Nhưng nơi như thế này quả thực là địa điểm giết người tốt nhất, sợ rằng thi thể tới mấy trăm năm cũng chưa được ai phát hiện ra. Mấy người kia cho chặt chúng tôi lại rồi vứt qua một bên, không đánh cũng chẳng giết, mà chạy tới đẩy nắp quan tài chúng tôi vừa xem xét. Tôi cùng lão Dương liếc qua, cánh tay khô kia vẫn còn vắt vẹo bên ngoài quan tài, không khỏi xám mặt, sợ hãi kêu lên: cả người định làm cái quái gì thế? Bên trong có bánh tông đấy, thả nó ra thì tất cả chúng ta sẽ tiêu hết. Mấy người kia vừa nghe xong sử sốt một lúc rồi lập tức cười ầm lên. Một tên thanh niên nói: bánh tông hả? Mà nhìn thật kỹ xem bên trong là cái gì đi. Vừa nói vừa dùng sức đẩy nắp quan tài. Giữa lúc tôi cùng lão Dương ở bên cạnh hoàng hồn kêu to, nắp quan tài dầm một tiếng đã bị đẩy sang một bên. Một ông lão gầy gò như nông dân lập tức ngồi dậy trong quan tài. Tôi vừa nhìn đã muốn chửi thề, đó còn không phải là ông chú già kia sao? Lão ấy sao lại nằm trong quan tài? Nhưng lập tức hiểu ra liền, thần muốn vả cho mình mấy cái, mẹ nó, rốt cuộc lại để cho kẻ khác xỏ mũi dắt đi. Ông lão đứng lên, đút cánh tay quỷ khô quắt nhăn nheo trắng bệch như người chết kia vào trong túi áo, sau đó nhảy ra khỏi quan tài, đi tới trước mặt chúng tôi. Tôi nhìn bàn tay lão, móng tay vàng khè, vừa dài lại vừa nhọn, bỗng nhiên nhớ tới một người bạn của ông nội khi tôi còn bé. Ông ấy từng bị bánh tông nắm chân, phải qua hơn chục ngày sau mới khỏe lại. Nhưng từ đó về sau, chân ông ấy dần dần teo rút lại, hình dáng khô héo, giống y hệt bàn tay của ông chú này. Tôi thầm nghĩ trong bụng, tay của ông chú này bị như vậy còn không phải là do bị bánh tông nắm mà tạo thành sao? Bỗng hối hận vì sao vừa rồi mình không nghĩ đến chuyện này. Nếu lúc nãy không bị dọa tới mức ấy thì giờ đây chúng tôi đâu thể dễ dàng bị bắt lại thế này. Ông chú quan sát chúng tôi mấy lần không nói gì, chỉ cho một điếu thuốc, dùng ngôn ngữ địa phương nói với người bên cạnh vài câu. Mấy người kia nhìn chúng tôi một chút rồi gật đầu.
Tôi cho rằng có thể họ muốn gây bất lợi với chúng tôi. Cả người không khỏi căng lên đề phòng. Không ngờ bọn họ cũng chẳng thèm để ý đến bọn tôi nữa, mà quay sang quầy lấy cốt quan tài. Ông chủ kia chuyển sang dùng tiếng phổ thông nói với một người: "Ông chủ Vương, theo phương vị bát quái mà ông chủ Lý nói lúc ấy, chỗ này chính là mạch nước ngầm của lăng mộ. Nhưng nơi này lại chẳng có gì. Chuyện này là sao?" Một ca trung niên mập mạp mệt mỏi ngồi xổm xuống, lấy từ trong người một cuốn sổ ghi chép ra xem rồi nói: "Không sai, chính là chỗ này. Nhất định là sau khi Điềm Phong lại ngôi mộ, họ đã giấu kín lối vào. Cờ ngầm chắc hẳn vẫn còn ở đâu đó trong này thôi." Ông chú nhìn chung quanh, lại hỏi một người khác cạnh đó: "Trợ lý Lương, cậu có nghiên cứu về vấn đề này, cậu thấy sao?" Người kia đứng lẩn khuất trong bóng tối, tôi không thể nhìn rõ bộ dáng hắn ta, chỉ nghe một giọng nói khá trẻ trung vang lên: "Tôi đã xem qua bản đồ của ông chủ Lý, hẳn là không sai. Vừa rồi tôi đã xem qua nơi này. Nếu thật sự có cửa ngầm nhưng chỗ khác không thể có, vậy thì nhất định chỉ có thể nằm ở quan sảng phía dưới." Bọn họ cúi đầu nhìn xuống bộ phận nhô ra bên dưới quan tài đá. Ông lao dùng băng súng gõ gõ vài cái rồi nói: "Mở ra thế nào đây?" Trợ lý Lương suy nghĩ một chút lắc đầu: "Không rõ lắm, thử đẩy ra xem." Ông lao đứng dậy đi tới bên cạnh cậu thanh niên, hai người ghé vai vào quan tài dùng sức đẩy mạnh. Rắc một tiếng, quan tài xây dịch khỏi vị trí một chút, để lộ ra một khe hở tối thui trong quan sàng bên dưới. Những người khác cũng tiến lên giúp đỡ. Bọn họ dồn sức đẩy vài cái, chiếc quan tài trống không chưa xuống một nửa, một lối vào rộng khoảng 1 mét hiện lên trước mắt chúng tôi. Tôi dẫn cổ nhìn bên trong, một mảnh tối đen như hũ, dường như còn nước bậc thềm đá vô cùng dốc dẫn thẳng xuống phía dưới. Tôi ngửi thấy được một thứ mùi kỳ lạ từ phía bên dưới xộc lên, có chút quen thuộc nhưng lại không thể nhớ nổi đó là gì. Tên thanh niên kia lấy chiếc đèn pin dọi xuống, đang muốn thò đầu vào nhìn lại bị ông chú vươn tay ngăn cản. Lão hất cằm về phía tôi rồi dùng thứ tiếng địa phương nói với bọn họ vài câu. Người thanh niên kia gật đầu, bước tới kéo lê tôi về phía mép động rồi cởi trói cho tôi, sau đó đẩy tôi về phía cửa động, ngoạc ngoạc khẩu súng đang chĩa vào đầu tôi, y bảo tôi xuống trước. Tôi vừa liếc liền nhận ra bọn họ vừa rồi không thủ tiêu chúng tôi ngay là vì nguyên do này đây. Có đường hầm ở đây họ chưa từng đi qua, lại sợ có cơ quan nên mới bắt chúng tôi đi trước dò mìn. Nhờ lúc lao dương tới cầu tôi còn nói chuyến này coi như là đi du lịch, trong lòng nhất thời vô cùng hối hận. Tại sao lại nghe lời hắn nói kia chứ? Lần này xong đời thật rồi. Tầng bên dưới 8-9 phần có cơ quan, coi như chết chắc. Tôi hoạt động canh tay một lát, thầm nghĩ thôi thì cùng lắm liều mạng với họ, đằng nào cũng chết. Nếu bên dưới đường ngầm không có cơ quan thì sau khi dò mìn còn có cơ hội sống sót, nhưng chưa chắc lúc nào cũng được may mắn như vậy. Giờ liều mạng với họ không chừng vẫn còn một con đường sống. Lúc này lão Dương nháy mắt ra hiệu với tôi khẽ nói: "Không có chuyện gì đâu, cứ xuống đi." Tôi bực bội, hắn có đi qua đâu mà biết sẽ không có chuyện gì. Nhưng nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc giống như là nắm chắc 9-10 phần, cũng không đoán ra hắn đang tính toán gì. Chỉ còn nước cầm theo đèn pin, hai tay chống vào bên vách, thật cẩn thận đưa chân xuống dò xét. Tôi hít một hơi thật sâu, thử dò đèn pin, phát hiện ra đây là một hành lang gần như thẳng tắp, sâu không thấy đáy, vách đá bốn bề, không hiểu vì sao vô cùng ẩm ướt, bàn tay tựa vào có chút trơn trượt. Nhưng phía dưới không có nước, không biết hơi ẩm thấp này từ đâu mà ra nữa. Tôi còn đang mải suy nghĩ, ông chú kia vỗ vỗ đầu tôi, đưa cho tôi một cái còi, nói: "Tại đáy rồi, nhớ dùng cái còi này thổi vài tiếng, nửa giờ sau không thấy tiếng còi, tôi đây sẽ làm thịt người anh em của cậu đấy." Tôi biết là lão sợ tôi trốn thoát, trong lòng cười khẩy một tiếng, nhận lấy cái còi rồi cúi đầu chui vào trong địa đạo. Loại thềm đá dốc thẳng này vô cùng khó bước đi, lúc người ta làm cũng khá ẩu, bậc mỏng bậc dày đa số chỉ có thể đặt vừa non nửa bàn chân. Tôi xuống được vài chục bước đã bắt đầu thở dốc, mũi chân bắt đầu đau. Ngẩng đầu nhìn lên,
Cửa đá bên trên đã biến thành một điểm sáng nho nhỏ, bốn bề tối đen như mực. Tôi thấy thấp thoáng mấy bóng dáng mơ hồ lay động, rõ ràng là bọn họ vẫn không ngừng quan sát tôi. Ban đầu tôi còn lo nếu thềm đá có thể ẩn chứa cơ quan, để mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng. Nhưng càng hướng xuống dưới, tôi phát hiện ra con đường đá xây càng dần càng ẩu hơn. Mỗi phiến thành từng khối riêng rẽ, xây dựng thủ công như vậy chắc chắn không thể ẩn chứa cơ quan được. Đi thêm một đoạn, góc độ đường hầm bắt đầu xuất hiện sự thay đổi, bậc thang cũng dễ đi hơn nhiều. Tôi còn thấy nham thạch trên đường biến thành màu nâu đỏ, khi có ánh sáng chiếu tới còn phản xạ lại vô số những tia sáng li ti. Đây có lẽ là đá hoa cương, bên trong có lẫn mica vô cùng rắn chắc. Bọn họ đổi hướng đào hầm có lẽ là vì muốn tránh tầng đá hoa cương này. Tới đây chắc hẳn đã tiến vào bên trong ngọn núi rồi. Không biết từ lúc nào, bên dưới đường ngầm truyền đến tiếng nước chảy. Vòng vo thêm một hồi, tiếng nước chảy vọng lại càng thêm rõ nét, nghe như âm thanh vang dội của vạn mã tung vó. Nước nơi đây chắc hẳn chảy rất xiết. Tôi đi đồng hồ, phát hiện ra bản thân cũng đã đi được gần 20 phút. Cảm thấy nếu còn đi tiếp, tiếng còi có thể không truyền tới bên trên được nữa. Bèn lấy ra thổi vài tiếng, thanh âm luẩn quẩn truyền đi rất nhanh, bên trên cũng truyền tới tiếng còi hồi âm. Tôi tiếp tục đi xuống. Đoạn đường hầm phía trước khá là rộng rãi, cửa ra liền xuất hiện trong tầm mắt. Một luồng gió mạnh đột nhiên ập tới, suýt chút nữa thổi bay cả tôi đi. Tôi chạy xuống thêm vài bước, bên tai bỗng vang lên tiếng nổ ầm. Người đã thoát ra khỏi đường hầm, đặt chân lên một bãi bồi. Song song với đó, một mạch nước ngầm chảy xiết hiện ra trước mắt tôi. Mạch nước ngầm này ước chừng rộng bằng cả một khoảng sân bóng rổ, trần đá cao tầm chừng hơn 10 thước, không biết dẫn suốt ngút ngàn, không biết sẽ dẫn đi tới đâu. Trần sân động không có thạch nhũ, nhưng đá tảng bốn phía giống như đã trải qua nhiều năm bào mòn, trở nên tròn trịa trơn bóng. Tôi nhìn sơ qua kích thước của động này, biết chắc rằng nơi đây không thể do bàn tay con người tạo nên. Dòng nước chảy vô cùng xiết. Vừa nãy ở trên, tôi đã có thể nghe thấy được âm thanh ào ào nước chảy. Bởi lẽ huyệt động nơi đây kết cấu tựa như một chiếc loa phóng thanh, khoanh đại tiếng nước chảy lên gấp bội. Tôi bước ra giữa dòng, nhiệt độ của nước là khá cao, di chuyển có hơi khó. Hơn nữa càng đi về phía trước, mực nước càng sâu. Mới đi mấy bước nước đã dâng lên đầu gối rồi. Tôi bèn vội vã lùi về. Nơi này chắc hẳn là một nhánh nham mạch, giống hệt như mạch máu trong cơ thể con người, là mạch máu của núi lửa. Tôi nhìn về phía xung quanh, phát hiện hai bên mạch nước ngầm này có khuynh hướng thu lại, độ rộng từ từ giảm bớt. Trên vách đá bên bờ trái dòng nước còn răng đầy những dải xích. Đã lúc cảm thấy kỳ quái, người thanh niên kia lặng lẽ từ trong chỗ tối đi ra, giơ một chân vào trong nước rồi kêu to: "Mẹ nó chứ, nước nóng khủng khiếp!" Tôi quay đầu lại nhìn, thấy một người trẻ tuổi khác cũng bước ra sau hắn. Người này đeo một cặp kính, nhìn qua có vẻ nho nhã, chắc là vị trợ lý lương kia. Lúc hắn đến gần, tôi mới nhận ra người này cũng đã có chút tuổi tác, không còn trẻ như khi nhìn từ xa. Người thứ ba đi ra là Lao Dương, phía sau còn có một người trung niên mập mạp nữa. Đi cuối cùng là ông chú, tôi còn cho rằng phía sau chắc hẳn vẫn còn một người nữa. Rốt cuộc lại không có ai, trong lòng hơi buồn bực. Chẳng phải lúc họ vào núi còn mang theo tất cả là 5 người sao? Mấy người bọn họ bật hết đèn pin lên, quẹt qua quét lại quanh dòng nham thạch. Trợ lý lương khẽ thốt lên một tiếng: "Tình vì quá, thần đạo dẫn tới lăng mộ lại là một mạch nước ngầm. Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ tin nổi mất." Người thanh niên kia lội xuống nước, bước đi vài bước, nhíu mày quay lại nói với mấy người kia: "Mẹ nó, nước sâu quá. Ông chú, nơi này khó đi, không ổn đâu." Ông Lao nhìn thoáng qua ông chủ Vương hỏi: "Ông chủ Vương, hiện tại nên đi thế nào đây? Tấm bản đồ bảo bối kia của ông có viết thêm gì không?" Ông chủ Vương thầm chửi lão ngu ngốc, nói: "Trên bản đồ có nhắc đến bọn họ lần trước tới thăm dò lăng mộ, từng đặt hai sợi xích sắt ở dưới nước, vậy nên chỉ cần bỏ được chúng, chúng ta có thể tìm thấy cửa vào địa cung." Dò hết đèn pin xuống nước, quả nhiên thấy được
một sợi xích sắt to bằng cổ tay dưới đáy nước. Ông lão kia kéo nó lên khỏi mặt nước, xem xét một chút rồi kêu lên: "Mẹ nó, có thật này!" Tên thanh niên đi tới, giật thử mấy cái, mãi cũng không thấy nhúc nhích. Có chút bất an, nhìn thoáng qua phía trước nói: "Ông chú này, loài đường ngập nước này đi sợ không ổn lắm. Vừa rồi ông chủ Lý chết thê thảm như vậy, nếu giờ gặp loại cá đó, chúng ta còn không phải đang tự dâng thịt của mình lên hả?" Trợ lý Lương nhung tay vào nước nói: "Không có chuyện đó đâu. Nước nơi này nóng như vậy, bây giờ nhất định là nguồn nước nóng, tuyệt đối không có cá. Nếu có thì sớm muộn gì cũng bị luộc chín thôi. Nhị ma tử, anh cũng đừng nghi ngờ nhiều quá." Nhị ma tử nhếch khóe miệng lên, tự hồ không mấy tin tưởng hỏi lại: "Thật sao?" Trợ lý Lương vỗ vỗ bờ vai hắn, toan mở miệng. Đột nhiên vùng nước sau lưng nhị ma tử sùng sục nổi lên bọt sóng, dường như chỉ trong nháy mắt chúng tôi đã bị hất té xuống nước, cả người ướt đẫm. Tôi bối rối hoảng hốt đem đèn pin chiếu lại, chỉ thấy một cột nước lao lên khỏi bề mặt con sông, đụng phải trần động rồi mau chóng vỡ ra thành vô số những hạt mưa nóng hổi rơi xuống. Trợ lý Lương sợ đến tái mặt, ngồi bệt trong nước phát run lên, chẳng biết có lỡ tè dầm ra quần không nữa. Ông chú kia không hổ là người đã từng trải, vừa đứng lên liền rút súng, quay sang trợ lý Lương hỏi to: "Còn mẹ nó, cái thứ quái quỷ gì đây?" Hết chương 12. Chương 13: Thang Hoàng Tuyền. Editor: Zikatori. Beta Thanh Du. Máy nước ngầm xối xả chảy xiết, nhiệt độ cực cao. Chúng tôi chắc mẩm trong nước không có loài sinh vật nào sống sót. Không ngờ câu trước câu sau phía dưới đã có cột nước màu vàng đột nhiên phun vọt lên trên, hất hết cả đám vào vùng nước cạn. Trong lúc hỗn loạn, tôi không tài nào thấy rõ nhị ma tử vừa bị cột nước vọt tới hiện giờ ra sao. Chỉ nghe thái thúc lớn tiếng hỏi trợ lý Lương xem trong nước có thứ gì. Nhưng người kia vốn đã sợ muốn té ra quần, lắp bắp nói không thành tiếng, căn bản không thể trả lời ông ta. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ còn thấy một vùng bọt nước nhấp nhô. Rốt cuộc là thứ gì đang ẩn mình dưới làn nước thì ngay cả hình dáng cũng không xác định nổi. Cột nước kia phun lên tới trần động, đợi một lúc cũng không thấy có dấu hiệu suy yếu, ngược lại càng lúc càng thêm mãnh liệt, khiến tôi liên tưởng tới loài cá kình ngoài biển khơi. Nhưng khe suối này làm sao có thể xuất hiện cá kình? Nếu gặp chuyện quái đản đến thế thì tôi cũng đừng mong sống sót. Nhưng ngoại trừ cá kình ra, có loài vật nào có thể gây ra chấn động lớn tới nhường ấy? Tôi lại nghĩ, có khi nào đó chỉ là loài cá trong truyền thuyết kia không? Dài hơn 20 mét, đầu to như một chiếc xe tải, là cá Hucho Tai Men trưởng thành. Trong lòng âm thầm oán thán, động năm nay Bồ Tát nhắm mắt hay sao mà để yêu ma quỷ quái sống hết ra đường thế này? Cái đấu này chỉ e cả đám không đủ sức mà đổ thôi. Lâu này, nhị ma tử đột nhiên chơi với nổi lên trên mặt nước. Không biết vì sao, toàn thân hắn đỏ phừng phừng. Mới đi vài bước đã ngã quỵ trong nước, sau đó không thấy nhúc nhích gì nữa. Thái thúc không biết chuyện gì đã xảy ra, hùng hăng đá tôi mấy cú, kêu tôi đi kéo hắn về. Tôi âm thầm rủa xà lão là cái đồ rách việc, ngạt nỗi sau lưng còn có súng chĩa, nên đành ngậm ngùi nhảy vào giữa đám bọt nước. Cột nước phun lên tới đỉnh, rồi thì thi nhau trút xuống như mưa. Tôi bị nước đó bắn vào, lập tức phát hiện ra điểm bất thường. Nước nóng này như đã được đun sôi, dính vào người lập tức nổi mụn nước. Trong lúc vội vã, tôi chỉ biết kéo quần áo che chắn, tay còn lại cua cua tìm nhị ma tử. Nhưng khi vừa đụng vào người nhị ma tử, cơn bỏng rát khiến tôi vội rụt tay lại. Trong lòng hoảng sợ, tên này bị luộc chín như hết cứu nổi rồi. Lông này bỗng vang lên một tiếng nổ thật lớn, từ chỗ cột nước phun ra một luồng khí màu vàng. Tôi vừa nhìn đã cảm thấy có điểm bất thường. Mẹ nó, cái thứ này tuyệt đối không phải là cá. Thông thường bất cứ loài sinh vật nào sống trong nước nóng cỡ này thì sớm muộn cũng đã bị luộc thành canh. Lão Dương hướng về phía tôi hét lớn: "Còn mẹ nó, cậu còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Không mau lặn xuống nước đi. Đây là lúc suối nước nóng phun cách quãng, bỏng chết người không đền mạng đâu." Cột nước này càng lúc càng lớn, giọt nước nóng bỏng bắt đầu ào ào trút xuống như mưa. Tôi vội vàng lặn xuống con sông ngầm. Mấy người còn lại bị nước mưa hắt bỏng
không ngừng kêu la như heo bị chọc tiết. Thầy tôi lặn xuống nước, cũng vội vàng lặn xuống theo. Suối nước nóng nhanh chóng hòa với mạch nước ngầm, nhiệt độ nước sông cũng tăng lên rất nhanh. Một mạch lặn xuống, cảm giác như rơi vào nồi cát nóng bỏng, toàn thân như bị thiêu đốt. Tôi bơi được vài mét mới thò đầu ra, quay lại nhìn thì thấy nước sông xung quanh đã bắt đầu sôi lên sùng sục, hơi nóng nhanh chóng lan tỏa, dường như cả mặt sông cũng bắt đầu bốc hơi nước ngùn ngụt. Nếu không mau mau tìm chỗ cao mà leo lên, không khéo đời tôi cũng kết thúc y như nhị ma tử mất. Lúc này muốn quay lại quãng đường hầm lúc vào là chuyện không tưởng. Nhiệt độ nước phía bên kia cực cao, tựa như sắp sôi lên sùng sục rồi. Chỉ có một con đường là trôi xuôi theo dòng nước. Tôi nhìn hướng nước chảy, trong lòng hối hận. Lúc xuống nước lẽ ra nên đi ngược dòng, như vậy dòng chảy sẽ đẩy luồng nước nóng xuôi xuống. Bây giờ chúng tôi lại xuôi cùng luồng nước nóng, thân chìm trong nước mà đòi bơi nhanh hơn nước, quả đúng là chuyện được cười. Nhưng chuyện đã tới nước này cũng không còn cách nào khác, chả lẽ lại ngồi yên chờ chết hay sao? Tôi gọi Lao Dương, sau đó bơi lên phía trước dẫn đầu. Mấy người phía sau thấy vậy cũng tự động bơi theo tôi. Đường theo dòng chảy, trong chốc lát tôi đã bơi được mấy trăm mét. Cho đến khi cảm thấy nhiệt độ của nước đã ổn định trở lại thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay đầu bơi ngửa, đồng thời lấy đèn pin ra chiếu một vòng. Chỉ thấy Lao Dương hướng về phía tôi, liều mạng quắc tay la lớn: "Mau dừng lại, đằng trước!" Lời còn chưa dứt, bỗng hắn đột nhiên đụng phải thứ gì, miệng đè vào trong nước. Mới chưa sao tôi không nghe được. Cùng lúc đó tôi chợt nghe tiếng nước đổ ào ào. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một đám bọt nước đang nổi lên ủng ục. Chắc chắn ở đó phải có một triền dốc đứng. Dòng nước màu vàng chảy xuôi theo triền dốc, phía dưới vách đá truyền về tiếng thác nước đổ ào ào như sấm rội. Đây nhất định phải là một thác nước cực lớn. Tôi tức khắc ngây ra, tiêu rồi, giờ mình lao đầu xuống dưới mà được chết toàn thây mới là lạ. Đúng lúc đó Lao Dương lại thò đầu ra la lớn: "Mau ra sang bên!" Nghe thế tôi mới bừng tỉnh, vội vàng bơi tạt vào mép nước, dùng sức bám trụ vách động. Thân thể bị dòng nước cuốn đi 3-4 mét mới dừng lại. Tôi vừa định thả lỏng một hơi, đột nhiên lại bị trợ lý Lương vừa dãy giụa vừa thất thanh kêu cứu xô mạnh một cái, khiến tôi tuột tay. Hai người cơ thể víu lấy nhau thành một cục trong làn nước xiết. Lúc tôi thò được đầu ra khỏi mặt nước thì đã trôi gần tới thác. Nhất thời không nghĩ được cách nào ứng phó, cũng không đủ thời gian, tôi theo bản năng quơ quào loạn xạ hai tay. Đột nhiên lại tóm được một đoạn xích sắt, tôi căn răng túm chặt lấy sợi xích, rốt cuộc thân thể cũng dừng lại trước thác nước. Hai chân bấp mé bên bờ vực thẳm, phía dưới tiếng nước đổ ào ào, tôi đen như hũ nút, không biết là sâu đến đâu. Tôi còn đang mừng thầm vì mình lớn mạng, nào ngờ bên dưới đột nhiên có người hầy hầy chân tôi. Tôi lấy đèn pin chiếu lại, thì ra trợ lý Lương cũng đang ôm cứng lấy một sợi xích sắt khác, và chân tôi thì đang dẫm lên chốc đầu hắn. Tôi dùng sức đạp mạnh mấy cái, gạt hắn qua một bên, đưa tay mò mẫm xung quanh, phát hiện dưới làn nước giăng rất nhiều xích sắt đang xen lẫn nhau, tạo thành một hàng lan can ngăn lại mọi thứ trôi từ thượng du xuống. Có điều hiện giờ một vài đoạn xích đã bị đứt gãy, treo lơ lửng trước ngọn thác. Trên bề mặt hàng lan can đã xuất hiện không ít lỗ hổng. Lúc này Lao Dương đã trôi đến chỗ tôi. Tôi liền túm lấy tay hắn, kéo hắn lại gần. Cùng lúc đó, Thái Thúc với Lão Mập ở đầu bên kia cũng bắt được một đoạn xích sắt và dừng lại. Thi thể nhị ma tử trôi qua bên người chúng tôi, để khi đụng phải xích sắt thì khựng lại, rồi mắc kẹt giữa hai sợi xích. Lao Dương liền đưa tay qua mò mẫm, rồi lấy hết mấy khẩu súng dắt trên thắt lưng hắn. Tôi thấy hắn lấy được súng, liền gắng gượng vươn tay ra khỏi mặt nước nhằm bắn Thái Thúc, vội vàng giữ hắn lại mà mắng: "Còn mẹ nó, cậu đang nghĩ cái quái gì thế? Nòng súng dính nước, cậu muốn cướp cỏ hay sao?" Lao Dương gào lên: "Không nhận lúc nãy mà bắn bỏ bọn họ, cậu ghi sau này chúng ta còn có cơ hội chắc." Tôi kéo hắn lại lần nữa hét lớn: "Bây giờ cậu còn tâm trí nghĩ mấy chuyện này sao? Mau nhìn đằng trước đi!" Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Thì ra luồng nước sôi đã đuổi tới nơi. Luồng nước này dù đã chảy qua vài trăm mét,
cũng không thấy hạ nhiệt độ là bao. Tôi ở cách đó hơn 10 mét cũng có thể cảm nhận được hơi nóng phà vào người. Lão Dương thấy luồng nước ấy, khóc giọng nói: "Con mẹ nó, xưa nay mình vẫn khoái ăn lẩu dê, không ngờ hôm nay chính mình cũng bị đem đi làm lẩu." Tôi không muốn chết dễ dàng như thế, gập gàm tới độ cắn chặt răng, thầm nghĩ mình phải làm gì bây giờ. Cơ hội để sinh tồn duy nhất hiện giờ chính là từ thác nước lao xuống. Nhưng phía dưới là cái gì tôi cũng không rõ nữa. Nếu thác quá cao thì chẳng khác gì đi nhảy lầu cả. Trợ lý Lương treo lơ lửng bên dưới tôi đột nhiên lên tiếng: "Tôi có cách này." Tôi hỏi: "Cách gì? Nói mau." "Trước hết cậu cứ kéo tôi lên cái đã." Trợ lý Lương kêu to: "Kéo tôi lên rồi tôi mới nói cho cậu biết được, nếu không thì cả hai chết chung." Tôi vội vàng đưa tay xuống kéo hắn lên, tay kia túm lấy cổ áo hắn: "Nói mau." Hắn túm chặt lấy sợi xích sắt, thoáng thấy dòng nước sôi sục đang ào ào xô tới, bờ giang nuốt một ngụm nước miếng. Lớp nước nóng nổi lên trên tầng nước lạnh, chúng ta chỉ cần lặn sâu xuống dưới chờ cho dòng nước nóng trôi qua là được. Nếu có thể nín thở suốt quãng thời gian đó thì vẫn còn có một con đường sống. Nghe thế tôi cũng không rảnh suy tính xem phương án này có khả thi không, nhanh chóng dùi hắn xuống, sau đó chính mình cũng lặn sâu vào nước kéo theo cả sợi xích sắt. Con sông ngầm này trông vậy mà khá sâu, tôi lặn xuống được chừng 2 mét thì cảm giác nhiệt độ chung quanh đã giảm đi rất nhiều. Lập tức ngưng thần tinh khí chờ cho dòng nước nóng phía trên trôi đi. Đúng lúc này tay tôi đột ngột đụng trúng vật gì đó, dường như có thứ gì vướng vào xích sắt. Tôi bèn lấy đèn pin dọi thử, đột nhiên trông thấy phía sau sợi xích sắt nhô ra một khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, khiến tôi sợ đến ná thở, suýt chút nữa đã hít luôn cả nước vào trong phổi. Xích sắt dưới nước quần quanh một thi thể nát giữa, thịt trên người đã tả hết ra. Hai hốc mắt trông rỗng trừng trừng nhìn thẳng vào tôi, trông hết sức dữ tợn. Tôi quan sát kỹ hơn, phát hiện trên người anh ta mặc trang phục leo núi mùa đông, sau lưng còn đeo theo một chiếc ba lô. Thì ra người này là khách du lịch, nhưng sao lại trôi tới tận đây? Tôi ngậm đèn pin vào miệng. Đây là loại đèn pin chuyên dùng cho người leo núi, trên tay cầm có linh kiện giúp người dùng điều khiển đèn bằng các bộ phận khác trên cơ thể. Lục loại người anh ta một lúc, chợt phát hiện ra mấy cây bút vẽ tả thực. Tiếp tục mở cái ba lô bị mắc vào hàng rào xích sắt, bên trong còn có khung vẽ cùng rất nhiều tuyếp thuốc màu. Tôi chợt hiểu ra người này hẳn là một trong những sinh viên vào núi vẽ cây cối phong cảnh rồi mất tích mấy năm trước mà tay hướng dẫn viên du lịch có nhắc tới lúc ở trên xe. Thi thể có lẽ là trôi từ vùng thượng du xuống, sau đó mắc kẹt lại đây. Đầu nguồn con sông hẳn là lộ ra khỏi mặt đất. Số anh ta cũng thật đen đủi, không dừng lại chết ở nơi này. Tôi ra sức lục lọi đồ vật bên trong, tuy không có thứ gì đặc biệt hữu dụng, nhưng dù sao cái ba lô của mình cũng vừa mất, có còn hơn không, bèn lấy nó đeo lên lưng. Lúc này nước sông bốn phía đã nóng dần lên, toàn thân tôi bắt đầu cảm thấy đau rát, bèn cắn chặt răng tiếp tục lặn sâu xuống. Làn nước nóng bỏng thoáng chốc đã vây chặt lấy tôi. Vài giây ngắn ngủi, tôi lập tức ý thức được cách làm kia của trợ lý Lương căn bản không khả thi. Lượng nước sôi quá lớn, nếu không lặn sẽ chín như người, thì lặn xuống chỉ ít cũng phải chín đến 7 phần. Lão giờ khi này cũng lặn xuống cùng tôi, lông này đã bỏng tới phát cuồng, co chân đã tôi một cú, chỉ về phía thác nước đằng kia, ý nói còn lặn sâu trong nước cũng vô ích, chỉ bằng cứ nhảy quách xuống đi cho thấm khoái. Tôi nhìn thoáng qua thi thể, trong lòng tự nhủ: người anh em, tôi sắp xuống với cậu ngay đây. Thế rồi một dòng nước sôi đột ngột xô tới, tôi căn răng một cái buông tay ra, theo dòng nước xiết trôi thẳng xuống triển dốc. Hết chương thứ 13. Chương 14. Hồ sâu. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện ra mình đang nằm trên mặt đất, bốn bề tôi đen như mực. Tôi sờ lại cổ tay, phát hiện chiếc đèn pin buộc trên đó chẳng biết đã rớt đi đằng nào. Dưới lưng là một phiến băng phẳng lạnh ngắt, bên tai dường như còn truyền tới tiếng nước chảy róc rách. Đây là nơi nào vậy? Tôi hít một hơi thật sâu, chỉ nhớ bắt đầu tái hiện lại từng chi tiết: thác nước, con suối sôi sục, thi thể kẹt trên xích sắt,
Bất chợt một tia sáng lóe lên. Chuyện xảy ra khi nãy bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Hình như vừa rồi tôi theo dòng nước trôi thẳng xuống triền dốc, sau đó chìm xuống đáy đầm. Nước trong đầm lạnh ngắt như băng, so với nước suối sôi sùng sục quả là cách biệt một trời một vực. Khoảnh khắc rơi vào trong nước, tôi cảm thấy mọi thanh âm xung quanh bỗng chốc câm bặt, sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Có thể lúc ngã xuống đầu tôi đã đụng trúng thứ gì rồi ngất đi chăng? Rơi xuống nước từ độ cao vài chục mét, nếu tư thế không chuẩn thì có khác gì tông thẳng xuống nền xi măng đâu. Tôi sờ lại thân thể vẫn còn khá ẩm ướt, có lẽ sau khi rơi xuống khỏi con thác thì tôi lại tiếp tục bị dòng nước cuốn đến nơi này, hay là tôi đã chết rồi, âm hồn hiện đang vất vưởng trốn âm tào địa phủ. Tôi thử đứng dậy, với mới ngẩng đầu thì đột nhiên nghe cộc một tiếng, đầu tôi đụng phải thứ gì đó đau tới nổ đom đóm mắt. Đưa tay lên sờ thử, tôi phát hiện ra hình như phía trên là một khối cứng đanh. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nơi đây sao lại thấp thế này? Lẽ nào tôi đã trôi tới một khe nham thạch, hoặc là kẹt lại dưới một tảng đá? Tôi sờ sàng xung quanh một lượt mới biết mình đoán lầm. Trong vòng một thước chỉ sờ thấy những tấm ván gỗ thô ráp, gõ thử thì phát hiện phía sau là ruột rỗng. Trong không gian chật hẹp, tôi chỉ có thể xoay người ở tư thế nằm, muốn nâng đầu hay duỗi vai đều không được. Tôi thử nâng tấm ván gỗ phía trên để áng chừng xem nó dày khoảng bao nhiêu, chợt phát hiện ra nó có thể dịch chuyển được, bèn đẩy một cái. Cạch một tiếng, trong bóng đêm đen đặc bỗng lại lên một tia sáng. Tôi thu đầu gối, nhẹ nhàng đẩy tấm ván sang một bên mà ngồi thẳng dậy. Nào ngờ vừa nhìn ra bên ngoài đã không khỏi sửng sốt. Đây là một căn phòng bằng cẩm thạch trắng, bốn góc phòng đều đốt đuốc sáng trưng. Tôi nhìn lên trần căn phòng thì thấy hai con mãng xà quấn chặt lấy nhau. Mà bất ngờ nhất là tôi lại đang ngồi trong một cỗ quan tài. Nắp quan tài đã bị tôi đẩy sang một bên. Khỉ gió, đây là cái chỗ quỷ quái nào vậy? Là ai nhốt tôi vào trong quan tài? Tôi trèo ra khỏi quan tài, nhìn quanh bốn phía, trong lòng càng lúc càng thêm nghi hoặc. Căn phòng xây bằng cẩm thạch trắng, trên đỉnh có khắc mãng xà, rõ ràng vô cùng quen thuộc. Tôi ngẫm nghĩ một chút, chợt nhận ra nơi này xem chừng khá giống với mộ thất dưới đáy biển. Chuyện này thật vô lý. Dạo quanh căn phòng một lượt, tôi mới phát hiện ra chuyện kỳ quái vẫn chưa hết. Quần áo trên người tôi không biết từ khi nào đã đổi sang đồ lặn bằng cao su. Không những thế, còn là loại đồ lặn của những năm 80. Trong lòng càng thêm nghi hoặc. Mẹ nó, kiểu dáng lỗi thời như vậy, khỏi biết là từ két đất nào nứt ra. Tôi rút lấy một cây đuốc ở góc tường, bước ra khỏi cửa mộ thất. Bên ngoài hiện ra một hành lang. Tôi thoáng nhìn qua đã a lên một tiếng. Trời ạ, vẫn là hành lang cẩm thạch dẫn thẳng tới ba cánh ngọc môn, thực sự giống y đúc với ngôi mộ dưới đáy biển. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Tại sao tôi lại quay trở lại đây? Da đầu tôi chợt run lên, suy nghĩ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nơi này rốt cuộc là một mộ thất có kiến trúc giống với mộ thất dưới đáy biển, hay là tôi vốn chưa hề thoát khỏi mộ huyệt dưới đáy biển? Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với tôi đây? Tôi nhéo má mình mấy cái, nâng cây đuốc cao hơn, cẩn thận quan sát xung quanh. Nếu đây chỉ là một mộ thất hình dạng tương tự thôi thì chắc chắn phải có điểm gì đó khác biệt. Trên hành lang có dựng một khung gỗ trông giống như giàn giáo, mặt trên có lót ván làm thành một cây cầu vượt sơ sài bắc qua hành lang, có thể tránh kích hoạt cơ quan, không biết là do ai thiết kế. Tôi cẩn thận đặt chân lên, bước qua phía bên kia hành lang. Trong ngọc môn chính giữa hậu điện có ánh đuốc bập bùng, điện thờ phụ hai bên thì lại tô đen như mực. Lúc này tôi mới chợt nhớ tới lão Dương, hắn cùng tôi nhảy xuống thác nước. Tôi rơi xuống đầm hôn mê lâu như thế, hơn nữa còn đến một nơi không tưởng, chẳng biết giờ này hắn ra sao rồi. Tôi vừa nghĩ vừa bước tới cánh cửa có ánh lửa truyền ra. Ánh lửa hắt ra từ khe hở dưới chân ngọc môn, xem ra rất sáng. Tới gần cửa, tôi nghe loáng thoáng bên trong có tiếng người vọng ra, vội vàng áp tai vào cửa, nghe được vài tiếng ho khan. Tiếp theo có tiếng ai đó cất lên: "Làm sao đây? Không mở được quan tài." Một giọng nói khác chen vào, nghe có vẻ khó xử.
Tam tỉnh nói tạm thời không nên động vào mấy thứ ở đây, chúng ta cứ nghe lời hắn thì hơn. Vừa nghe giọng nói của hai người kia, tôi liền ngẩn người. Người lên tiếng đầu tiên không ngờ lại là Muộn Du Bình, người thứ hai thì không nghe ra là ai. Hơn nữa bọn họ còn nhắc tới tên chú Ba. Lẽ nào chú Ba đang ở nơi này? Mà chuyện khiến tôi thật sự kinh ngạc lại diễn ra ngay sau đó. Một giọng nói thứ ba lập tức cất lên. Ngô Tam Tỉnh giờ còn đang ngủ, chúng ta chẳng qua chỉ mở ra xem chút xíu thì có chết ai. Tôi ủng hộ Tiểu Trương. Tôi không hiểu hết những gì họ nói, nhưng không nghi ngờ gì nữa, người thứ ba này chắc chắn là con gái. Những câu nói của bọn họ có ý gì đây? Nghe qua hình như là Muộn Du Bình muốn mở một cố quan tài. Nếu có người khác vì lời cảnh cáo của chú ba mà tỏ ra do dự, sau đó lại có một người con gái đứng ra ủng hộ Muộn Du Bình, tôi lập tức cảm thấy rối tinh rối mù. Muộn Du Bình chẳng lẽ đã tìm được chú ba rồi sao? Tôi vừa nghĩ vừa nằm úp sấp, mặt ghé sát vào khe cửa, muốn gõ qua xem người đang nói chuyện bên trong là ai. Đáng tiếc tầm nhìn của khe cửa có hạn, tôi chỉ trông thấy tâm lưng của một cô gái mặc bộ đồ lặn màu sắc giống hệt tôi, vóc dáng mảnh mai, mái tóc tết lại thành một bím dài. Lúc này tôi lại nghe giọng nói của người thứ tư. Vậy thì tính sao với Tề Vũ đây? Tên nhóc này cũng quậy quá đi, giờ chẳng biết đã chui vào xó nào rồi. Không lẽ chúng ta bỏ mặc hắn lại nơi này? Tôi nghe hắn nói thế bỗng có chút bần thần. Tề Vũ hình như cũng là một cái tên nằm trong phần đầu danh sách thành viên trong bút ký của chú ba. Khó trách tôi có cảm giác quen thuộc. Khoan đã, không phải vậy. Tôi bỗng cảm thấy có gì đó bất thường. Tề Vũ, cái tên này đâu chỉ gợi cảm giác quen thuộc, mà giống như đã từng nghe đi nghe lại vô số lần, khiến lòng tôi nảy sinh một thứ cảm giác đặc biệt. Lâu này, cô gái đứng cạnh khe cửa rời bước. Trước mắt tôi xuất hiện khoảng trống. Tôi thấy Muộn Du Bình đứng cạnh một cố quan tài màu đen, cầm trong tay cây xà beng, thoáng chút do dự. Sau đó, cô gái kia lại bước vào tầm nhìn của tôi. Tôi vừa nhắc thấy gương mặt cô, tức khắc kinh ngạc đến độ suýt nữa đánh rơi cả cây đuốc đang cầm trên tay. Người này chẳng phải là Văn Cầm đó sao? Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tuy tôi chưa gặp cô lần nào, nhưng chú ba lại có rất nhiều hình ảnh chụp cô. Một khi năm hết Tết đến xem lại ảnh cũ, tôi thường xuyên nhìn thấy cô, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, tuyệt đối không sai vào đâu được. Nỗi nghi hoặc trong lòng tôi đã dâng lên đến cực điểm, xém chút nữa là đẩy cửa bước vào trong. Đúng lúc này lại có một giọng nam lạ hoắc xen vào. Ngôi mộ dưới đáy biển này lớn như vậy, chúng ta muốn tìm ra hắn nào có dễ? Tôi thấy mình cứ kệ xác hắn đi thì hơn. Dọc đường đi chúng ta chỉ cần đánh ký hiệu, hắn thấy được tự nhiên sẽ tìm tới chỗ ta thôi. Tiểu Trương, chỉ bằng cậu cứ động thủ đi. Muộn Du Bình gật đầu, giơ xà beng lên chuẩn bị xuống tay. Chính lúc này, từ phối thất bên trái đột nhiên truyền tới tiếng nước xối xả, dọa cho tôi sợ đến hết hồn. Người trong hậu điện nghe thế đều quay đầu lại. Giọng nam kia liền hỏi: tiếng gì vậy? Hình như là từ bên kia vách tường truyền tới. Đi, chúng ta mau đi xem. Muộn Du Bình đặt xà beng xuống rồi chạy về phía cửa. Tôi thấy tình thế không ổn, vội vàng xoay người trốn vào căn phối thất bên phải, ném cây đuốc xuống đất rồi dẫm cho tắt ngóm. Cô vừa đúng lúc cả đoàn người chạy vào hậu điện, chui vào một cánh ngọc môn bên cạnh. Tiếp đó lại có tiếng một cô gái hoảng hốt kêu lên: nhìn kìa, ở đây có một cái ao. Tôi đã phía sau cánh cửa, trong lòng kinh ngạc tới cực độ. Chuyện xảy ra vừa rồi chẳng phải là những sự việc phát sinh sau khi chú ba ngủ mà Trương Khởi Linh đã kể với tôi lúc trước hay sao? Nhưng tại sao nó lại xảy ra với tôi? Không lẽ đây là ảo giác, hay tôi đã thật sự phát điên rồi? Bốn phía lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Tôi hít thật sâu vài hơi, mới đi tìm cây đuốc mà thắp lại. Đúng lúc này, tôi bỗng phát hiện ra có người tay cầm ống đánh lửa bước xuống từ cây cầu vượt, lén lén chuồn vào phối thất bên trái nằm sau ngọc môn, rồi quét mắt nhìn vào bên trong. Tôi vừa nhìn thoáng qua lập tức nhận ra đó chính là chú ba thời trẻ. Trông chú tựa như đang vô cùng ảo não, đôi mày nhíu lại thật chặt. Một lát sau,
Tiếng ồn ào của nhóm Trương Khởi Linh từ từ khuất xa. Giờ này chắc hẳn bọn họ đang đi trên nước bậc thang xoáy chôn ốc dẫn xuống đáy ao. Chủ bà dập tắt ống đánh lửa, nhanh chóng lèn vào ngọc môn. Tôi thấy thế thì sợ hết hồn, không cần bận tâm đây là ảo giác hay là trong mơ nữa, vội vã bám theo chúng. Nhưng vừa chạm vào cánh cửa của phôi thất bên trái, lo đầu ra tính nhòm trộm vào bên trong, bỗng dưng trước mắt thấp thoáng bóng người. Chủ bà đã đột ngột phi ra từ sau cánh cửa, nhanh chóng bóp lấy cổ họng tôi, hạ giọng nói: "Thì ra là cậu theo dõi tôi." Nói rồi cánh tay càng siết chặt hơn vào yết hầu. Trong lúc nguy cấp, tôi dần muốn hét thật to: "Chủ bà, là cháu đây mà." Nhưng có cô đến đâu cũng không thể thốt lên thành lời, chỉ còn cách ra sức gỡ từng ngón tay chú ra. Còn đang dãy rủa, tôi chợt nghe một giọng nói cất lên: "Lão Ngô, tỉnh mau, cậu gặp ác mộng đấy hả?" Tôi giật mình một cái, đột nhiên trước mắt tối sầm, mọi thứ xung quanh cũng đột nhiên biến mất. Trước mắt là một khoảng mờ mịt mông lung, lại thì lão Dương đang lay tôi tỉnh lại. Thì ra chỉ là một giấc mộng thôi sao? Tôi cười gượng một tiếng, vuốt vuốt cổ mình rồi ngồi thẳng dậy. Quay đầu nhìn lại, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên một gành đá, ngay cạnh là đầm nước. Tiếng thác đổ ào ào vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng tôi không thấy thác nước đâu cả. Trên gành đá vẫn còn một đống lửa đang bập bùng cháy. Lão Dương đang đỡ lấy tôi, thuận miệng hỏi xem tôi có làm sao không. Tôi phải tay nói không sao, sau đó đưa tay nhéo mũi mình mấy cái. Trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, tại sao mình lại có một giấc mơ kỳ quái như vậy chứ? Chẳng lẽ là do ngày nghĩ vơ vẩn, đêm đến nằm mơ? Lão Dương đem bình nước qua cho tôi. Tôi hấp lấy một ngụm rồi nhìn quanh bốn phía, sau đó khàn giọng hỏi hắn: "Đây là đâu thế? Vừa giờ tôi bị sao vậy?" Lão Dương nói: "Chỗ này là bên bờ cây đầm dưới chân thác, con thác ở về phía đằng kia. Vừa rồi lúc rơi xuống nước cậu đang ngất đi, tôi phải giữ chặt lắm cậu mới không bị dòng chảy ngầm dưới chân thác cuốn xuống đáy nước. Cậu cũng nên tạ ơn tôi mới phải đạo đấy. Giờ tay chân tôi mỏi rã rời rồi, muốn nhấc cũng không nhấc nổi." Tôi lẩm bẩm chửi rủa hắn một tiếng rồi thử đứng dậy. Thấy thân thể không có gì đáng ngại, mới bền nhọc di chuyển vài bước rồi quan sát bốn phía xung quanh. Ánh sáng từ đống lửa soi rọi một bãi đá không lớn hình trăng lưỡi liềm. Một bên là đầm nước đen kịt, diện tích cực lớn. Từ trên đỉnh hang có vô số thạch nhũ sần sùi to bằng bắp chân buông xuống mặt nước, hình thành nên các trụ đá muôn hình muôn vẻ. Mà xung quanh mép nước cũng có vô số hang động đá vôi, lớn thì bằng cái huyệt, nhỏ thì chỉ bằng lỗ chuột chui. Cây nào cây nấy sâu hun hút, cây nhô lên cao, cây chìm dưới nước. Từ những hang động ấy, nước ngầm không ngừng hút vào chảy ra. Nhìn toàn cảnh thì thấy đây rõ ràng là một hồ ngầm đặc trưng của địa hình hang động đá vôi. Tôi biết loại địa hình này thường được hình thành vào kỳ băng hà đệ tứ, trải qua hơn vạn năm, từ từ mở rộng mới đạt tới quy mô như hiện giờ. Những hang động có niên đại xa xôi hơn cả lịch sử loài người ấy, không ngờ lại xuất hiện ngay trong núi Thiên Môn. Trên bãi cạn, ngoài trừ hai người chúng tôi ra, còn có vô số những nhánh cây lẫn rác rưởi giặt vào. Lão Dương kéo chúng lên hong khô. Đống lửa kia cũng dùng mấy thứ này mà nhóm lên. Nhiệt độ đầm nước thấp kinh người, nếu không có lửa này, chị em tôi đã chết cóng mất rồi. Tôi nghe tới nhóm người thái thúc, bèn hỏi Lão Dương: "Những người còn lại ra sao rồi?" Lão Dương nói: "Mấy con rùa đó chị e không được may mắn như chúng ta. Từ lúc rơi xuống nước, tôi cũng chẳng thấy bọn họ đâu nữa. Còn không rõ họ có nhảy xuống hay không. Tôi nghĩ nếu bọn họ cũng nhảy xuống như chúng ta, thì một là trôi giạt vào chỗ nào đó, hai là đã đi châu Hà Bá cả rồi." Dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng tình hình hai ta cũng chẳng khá hơn là mấy. Chẳng bị mất hết, sắp tới không biết đi theo lối nào mới phải. Cậu nhìn nơi này xem, ngóc ngách nhiều vô số kể. Loại đồng này nổi tiếng phức tạp, chẳng khác gì mê cung. Muốn tìm lối thoát là chuyện cực khó." Tôi cân nhắc một chút, nhìn qua có thể ước lượng, nhưng hang động đa vôi nhô lên khỏi mặt nước đủ lớn để đi lại được đại khái có khoảng 7-8 cái. Tính cả những cây hang khuất trong bóng tối thì còn nhiều hơn. Mới nói, vừa giờ tôi có nghe tên mập người Quảng Đông kia nói, muốn đi qua khu động đa vôi này
cần phải tìm được xích sắt người cổ đại dùng để dẫn đường. Nhưng đoạn xích sắt này đều chìm sâu dưới làn nước, một đầu nằm phía cuối mật đạo, đầu kia chắc hẳn phải nằm trong đầm nước này. Nếu ta tìm được thì có thể lần theo nó tiến vào cổ mộ. Lão Dương nhíu mày, đắn đo suy nghĩ rồi nói: Nói đến xích sắt, tôi lại nhớ tới chuyện này. Cậu biết không, trong nháy mắt rơi xuống, đầu óc tôi bỗng dưng tỉnh táo trở lại. Thoáng cái đã chìm xuống tầm 6-7 mét dưới mặt nước. Dưới đáy nước con mẹ nó, tất cả đều là tượng đá hình đầu người mà chúng ta nhìn thấy dọc theo thạch đạo. Trong chớp mắt hình như tôi còn thấy một sợi xích sắt vắt ngang dưới nước. Đừng nói cho cậu biết, sợi xích ấy không thông tới một trong những động đá vôi kia, mà xuyên thẳng vào dòng nước xiết dưới chân con thác đấy. Tôi nghe xong không khỏi sửng sốt. Làm sao có thể chứ? Nếu đúng như lời Lão Dương nói thì cửa vào thông với cổ mộ không lẽ lại ẩn trong dòng nước xiết phía sau con thác? Tôi nghe tiếng thác nước đổ ào ào cách đó không xa, nhớ lại tình cảnh khi chúng tôi rơi xuống nước, trong đầu chợt lóe lên tia sáng, quay sang nói với Lão Dương: Vậy thì đúng rồi, nếu tôi đoán không lầm thì cổ mộ này có lẽ không xây trên dương thế của chúng ta, mà ẩn giấu dưới âm tào địa phủ. Địa ngục? Lão Dương nghe tôi nói thế, không do tôi có ý gì, bị ngư khí lạnh lùng của tôi thu hút, hắn bèn thấp giọng hỏi: Cậu nói nhằng nói cuội cái gì vậy? Làm sao có chuyện đó được? Tôi lắc đầu hỏi lại: Cậu còn nhớ ông già họ Lưu trong thôn đã nói gì với chúng ta không? Thằng nương Hoàng Tuyền cổ được một vị đạo sĩ triều Thanh nhắc đến và truyền thuyết về âm binh vạn mã di chuyển trong núi ấy. Lão Dương gật đầu nói: Dĩ nhiên là nhớ chứ. Ông ta nói trong lòng núi Thiên Môn có một thác nước Hoàng Tuyền. Thác nước này chính là lối đi nối liền hai cõi âm dương. Lúc ấy chẳng phải cậu đã nói đấy chỉ là mê tín thôi sao? Tôi đáp lại: Không. Bây giờ xem ra những lời đó không phải là mê tín, chẳng qua chúng ta hiểu lầm ý tứ của người xưa thôi. Cậu nhớ lại đi, vừa rồi chúng ta rơi từ trên thác nước xuống, do có mảnh nước nóng nên nước trong thác nhuộm một màu sắc vàng kỳ dị. Nếu tôi đoán không lầm thì đó chính là thác nước Hoàng Tuyền. Lão Dương suy nghĩ một chút rồi nói: Hình như là thế, nhưng không thể đâu. Chỉ những người từng đi vào trong núi và tận mắt chứng kiến quang cảnh này mới biết được chuyện về thác nước. Nhưng địa hình nơi đây phức tạp, người bình thường không phải ai cũng có thể tiến vào. Nói tới đây, hình như chính hắn cũng nhận ra điều gì, bèn kêu to: Còn mẹ nó, không lẽ gã thầy phong thủy triều Thanh trong truyền thuyết kia cũng là đồng nghiệp với chúng ta? Tôi gật đầu đồng ý, khen đều: Hóa ra cậu vẫn còn biết suy luận. Lão Dương tràn đầy hưng phấn: Vậy là rõ rồi. Cậu có nghi phần lớn truyền thuyết về âm binh bắt đầu lưu truyền từ triều Thanh, phải chăng đều từ miệng mấy gã thầy phong thủy có ý phát tán ra ngoài? Tôi gật đầu: Rất có thể là như thế. Có điều hiện giờ chúng ta không cần để ý tới chuyện này. Cậu nhớ lại xem, trong truyền thuyết còn có một câu thác nước Hoàng Tuyền là lối đi nối liền hai cõi âm dương. Cậu nghĩ xem, xích sắt thông ra phía sau thác nước, vậy mà sau thác nước ắt hẳn phải có lối đi thông tới cổ mộ. Nói cách khác, chẳng phải cổ mộ kia đặt ở âm phủ hay sao? Sao mặt Lão Dương trở nên khó coi, nói: Không thể nào, cậu đừng dọa tôi. Nếu nơi đó thật sự là âm tào địa phủ, chúng ta đi vào đó chẳng phải là cầm chắc cái chết hay sao? Tôi mang hắn một tiếng rồi nói: Rốt, chuyện như thế mà cậu cũng tin được hả? Cậu nghĩ xem, mấy cả thầy phong thủy kia mà là đồng nghiệp với chúng ta thì lời họ nói không thể lý giải theo kiểu thẳng tưng như thế được. Tôi nghe câu nói này có thể hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất, có thể đó là một câu tiếng lóng đương thời, ám chỉ thác nước này chỉ là lối đi thông giữa cổ mộ với thế giới bên ngoài. Thứ hai, có lẽ bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng gì đó trong động đá vôi phía sau thác nước. Cảnh tượng ấy khiến họ nghĩ rằng mình đã bước vào âm tào địa phủ. Tôi thoáng dừng chân, tiếp lời: Nếu là ý thứ hai, vậy chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho thật vững dạ. Cảnh tượng trong đó e rằng sẽ rất kinh khủng đấy. Lão Dương trầm mặc một lúc mới nói: Hay là chúng ta quay về đi. Tôi lắc đầu: Vất vả lắm mới đến được đây,
Không vào xem thử một lần cho biết thì tiếc lắm. Hơn nữa, thằng nước này to lớn hùng vĩ, làm sao mà leo ngược lên trên được. Hàng đa vội bốn bề, lại là chốn kiều tử nhất sinh. Bây giờ chỉ có một đường là đi vào cổ mộ, rồi tìm lối thoát ra ngoài mới là lựa chọn sáng suốt. Lão Dương không thuyết phục được tôi nên đành phải nghe theo. Chúng tôi vừa nghỉ ngơi, vừa bắt đầu kiểm tra trang bị xem còn sót lại những món gì. Vừa khi thì chúng tôi phát hiện có phách tử liêu và khẩu súng lục TT-33 Lão Dương lấy thêm được từ chỗ nhị ma tử. Về hỏa lực hẳn là không thành vấn đề. Mặt khác, tôi mở cái ba lô lấy được từ thi thể dưới nước kia, tìm thấy trong đó một ít đồ hộp không biết đã quá hạn hay chưa. Có cả rượu trắng, bình nước, găng tay, còn có một lượng lớn cọ và màu vẽ. Lão Dương thấy mấy thứ đó chẳng dùng được vào việc gì, nên định đem đi cho nhẹ. Tôi vội nói, rượu có thể chống lạnh, màu vẽ có thể dùng để đánh dấu đường đi, găng tay thì cũng có lúc phải dùng đến. Nói chung không có gì là thừa thãi cả, dư lại hết vẫn hơn. Xem đi xem lại một hồi, tôi mới nhận ra chuyện đau đầu nhất lúc này chỉ là chúng tôi không có thiết bị chiếu sáng. Đèn của Lão Dương đã cạn sạch pin, của tôi thì không biết đã rơi mất từ lúc nào. Là nửa bơi dưới nước mà phải chiếu sáng bằng đuốc thì thật sự không ổn. Lão Dương cầm súng tiến lên mấy bước, nhìn bốn bề tối tăm nói, giờ chỉ còn một cách, chúng ta gom đống củi này lại, châm cho lửa cháy thật lớn, sau đó nương theo ánh lửa mà bơi qua bên kia. Nếu điều bơi không tới thì cũng có thể theo ánh lửa mà bơi về. Cậu thấy thế nào? Tôi suy nghĩ một chút, bên đây là biện pháp khả thi duy nhất, bèn nói, được rồi, bọn mình cứ thử đánh cuộc một lần xem sao. Chúng tôi cởi quần áo, nhét hết vào trong ba lô, sau đó lại dùng găng tay và gậy gỗ làm thành mấy cây đuốc ngắn, bỏ trong ngăn không thấm nước của ba lô. Tiếp đó lại đốt lên một đống lửa lớn. Khi đã ấm người rồi, hai chúng tôi nhảy xuống đầm, bắt đầu lần theo tiếng nước mà bơi về phía dòng thác. Nước lạnh đến tê tái, chỉ mới bơi được vài sải, tôi đã cảm thấy toàn bộ nhiệt lượng trên người đều bị hút đi hết. Cũng may mà gần đây tôi có hơi mập ra, không đến nỗi chưa chi đã tê cóng người. Bơi chừng 5 phút, tiếng nước dần dần trở nên rõ ràng. Hai chúng tôi dừng lại, vừa giữ thăng bằng trong nước, vừa lắng nghe động tĩnh từ bốn phía, mới xác định đúng phương hướng rồi mới bơi tiếp. Lúc này, cái chỗ chúng tôi không xa, có thứ gì đó lao xao trên mặt nước. Chúng tôi vội quay đầu lại, nhưng chỗ này đã cách đống lửa quá xa nên không thể nhìn được gì. Lão Dương rút khẩu TT-33 ra, vẩy khô nước trong nòng, rồi cảnh giác dương cao súng nhìn quanh bốn phía, hỏi, Lão Ngô, dưới này chắc không có con cá hu chô tai men nào chứ? Tôi lạnh sống lưng, sự kỳ vùng nước dưới này rộng lớn, nếu thật sự có cá ăn thịt người thì chúng tôi đã toi mạng từ đời nào rồi. Vừa định bảo không có, cái đó không xa lại truyền đến tiếng nước cực kỳ rõ ràng. Tôi chợt cảm thấy bất an, bèn nói, tôi không biết, nói gì thì nói chúng ta cùng máu bơi đi thôi. Loại cá này sợ tiếng ồn, chúng ta càng đến gần thác nước thì càng an toàn. Hai chúng tôi lập tức xài tay tiếp tục bơi về hướng thác nước. Lúc này ánh lửa phía sau càng lúc càng yếu ớt, chỉ còn là một đốm sáng nhỏ. Chúng tôi đành phải kiên trì cùng nhau tiến về phía trước trong bóng tối mịt mùng. Chỉ trong lát sau, dòng nước dần dần chảy xiết, chúng tôi đã đến gần khu vực thác nước đổ xuống. Chúng tôi dốc sức bơi, nhưng tốc độ lại ngày càng chậm, bơi rất khó khăn. Tôi nghiên rằng muốn đạp nước lao về phía trước, nhưng vài lần đều không thành, thể lực tiêu hao từng chút một. Nghĩ đến tình cảnh bị dòng nước đẩy ngược trở về, lòng tôi nóng như lửa đốt. Lúc này Lão Dương gọi to, nói rằng cơ bơi kiểu này thì chắc chắn không qua nổi. Phía trước là vùng nước xoáy ngay dưới chân con thác, bên trong toàn là xoay nước lớn nhỏ đủ kiểu. Nếu muốn vượt qua, bắt buộc phải lặn xuống đáy đầm rồi từ từ bơi qua phía dưới các dòng xoáy. Nói xong, hắn liền gục đầu lặn sâu vào trong nước. Tôi cùng bắt trước hắn, cố gắng lặn sâu xuống mấy mét, xuống đến đáy hồ, chợt thấy đằng trước có một khoảng sáng trắng chập chờn. Tôi nhận ra ánh sáng ấy chỉ là từ cái đèn pin không thấm nước của mình. Trong lòng thầm nhủ, đồ mua mất hơn 1.000 đồng có khác, quả nhiên là hàng xịn, đến giờ vẫn còn sáng. Vội dồn sức bơi về phía đó. Dưới đáy hồ
không có bất cứ một sinh vật gì. Trong vùng sáng trắng, tôi nhìn thấy rất nhiều tượng người đá sắp xếp ngay ngắn bên dưới. Phần đầu người đã rữa nát ra hết, chỉ còn lại sọ trắng, có cái đã long ra, có cái vẫn dính chặt trên cổ tượng. Dưới đáy hồ thấp thoáng một bệ đá, trên đó hình như có một khối thi thể bọc vải trắng đang lửng lơ trong nước. Nhưng đèn pin mới chính là mức quan tâm lớn nhất của tôi lúc này. Tôi nhìn qua vài lần rồi chẳng để ý đến nữa, mà lách người vào dưới nước bức tượng, bám lấy thân thể cố định của chúng, rồi mới dần dần hướng về phía đèn pin. Đúng lúc tôi vừa tiến lại gần nó, một luồng nước bỗng nhiên ập đến từ sau lưng. Tôi biết có chuyện không ổn, lập tức đề phòng, nhưng không sao ngờ được mình sẽ bị thứ gì đó đụng mạnh vào người. Trước mắt thoáng thấy một bóng trắng hiện lên và trúng vào tay tôi. Cánh tay đang bám chặt tượng đá không còn trụ nổi, thoáng cái buông lỏng, cả người liền bị đẩy lên phía trên. Tôi biết tình hình không ổn, trong chớp mắt đã bị đẩy vào trung tâm của vùng nước xoáy phía trên. Lực đẩy tôi lên trên đột nhiên thay đổi phương hướng, ném tôi lệch sang một bên, khiến tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Bị dòng nước xoay vòng vòng một hồi, cuối cùng cũng chẳng còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Trong lúc lộn xộn, tôi không biết mình đã bị cuốn đi bao nhiêu vòng, chỉ thấy cái bóng trắng hiện lên trước mắt vài lần, nhưng không nhìn ra đó là cái gì. Ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ, tôi còn tưởng mình đã chết chắc rồi. Nào ngờ đúng lúc đó, lưng tôi bị thứ gì đó táng mạnh vào. Cơn đau giúp tôi tỉnh táo lại, vội vàng cua tay về phía sau, vừa hay tóm được sợi xích sắt mà Lao Dương nói. Cuối cùng tôi bỏ qua cái đèn pin, kéo sợi xích, cố gắng bò dọc theo nó đến đầu bên kia. Trong chốc lát đã tới dưới chân thác nước. Nhưng tôi lúc này đã hết hơi, chỉ cảm thấy một luồng áp lực ngàn cân trút lên đầu, ép tôi xuống tận đáy hồ. Bỏ đi chưa đến 2 mét đã không còn nhúc nhích được gì nữa. Lao Dương từ đằng sau bơi đến, chụp lấy tay tôi kéo lên trên. Chúng tôi vừa níu sợi xích, vừa dẫm đạp lung tung lên đám tượng đá, cuối cùng cùng vượt qua vùng chân thác nước. Tôi thấy áp lực trên đầu đột nhiên giảm bớt, liền nổi lên mặt nước há miệng thở dốc, hoa mắt chóng mặt. Bên bề tôi đen điềm mực, chỉ nghe tiếng thở dốc của Lao Dương. Hắn hò khan vài tiếng rồi hỏi tôi, không sao chứ, hình như chúng ta đã vượt qua được rồi. Tôi cùng hò mấy tiếng đáp lại, mau đốt lửa lên xem, nước trong hồ này lạ lắm, chỉ sợ dưới đó có thứ gì không sạch sẽ. Lao Dương đánh bật lửa tanh tách, một quan sát cảnh tượng bốn phía. Nước xung quanh đây bắn đầy bọt nước, lửa vừa loe lên đã bị tắt ngóm. Chúng tôi mò mẫm bơi vào phía trong. Bỗng bên tai tôi lại nghe âm thanh giống như tiếng nước đã từng nghe bên ngoài con thác. Lúc này đã ở rất gần, giống như cách tôi 2-3 mét có thứ gì đó đang bơi lội. Cẩn thận đấy! Tôi nhớ đến cái bóng trắng đã đụng vào mình dưới nước, lập tức trở nên căng thẳng, vội nói với Lão Dương, hình như quanh đây có. Lời còn chưa dứt, tôi đột nhiên cảm thấy có một bàn tay trơn ướt lạnh lẽo đặt nhẹ lên vai mình. Tôi sợ quá thét lên, thầm hỏi rốt cuộc đây là thứ gì, chẳng lẽ lại là tượng đầu người dưới nước sống lại. Theo bản năng, tôi luồn người một vòng trong nước, đạp mạnh vào vật đằng sau đẩy nó ra xa, sau đó cố gắng ngò lên gọi Lao Dương thật to, mẹ nó, dưới nước có quỷ, bật lửa lên mau. Lao Dương đã đánh bật lửa, thấy tôi hoảng sợ vội đưa bật lửa sang phía tôi. Không được quạt thì thôi, vừa có ánh sáng soi đến, ra đầu cả hai chúng tôi lập tức tê dần, sợ đến đứng tim. Chỉ thấy từ dưới mặt nước sau lưng tôi trồi lên một cái đầu trắng bệch, đang nhìn mình trừng trừng với vẻ mặt hết sức dữ tợn. Chúng tôi hoảng sợ vội bơi lùi lại một chút. Lao Dương cuống quýt muốn rút súng ra nhưng lại bị kẹt, không tài nào rút ra được. Kẻ đó trợn trừng cặp mắt trắng dã, miệng bấp máy như muốn nói điều gì, sau đó bông dưng bổ nhào về phía tôi. Tôi hét to một tiếng muốn bỏ chạy nhưng lại phát hiện không còn đường lui nữa, đầu kẻ đó lập tức đè lên người tôi. Tôi gào thét như điên, cố gắng đẩy nó ra xa, lại bị nó cố sống cố chết ôm chặt cứng. Trong cơn hỗn loạn, tôi chợt nghe kẻ đó ghé tai mình nói rành mạch một câu, cứu mạng. Tôi sửng sốt, tay chân cũng đờ ra, đầu óc choáng váng, thầm nghi quỷ nước sao lại đi kêu cứu mạng. Vội đỡ cái đầu kia lên, gạt tóc hắn ra hai bên nhìn cho rõ. Nhìn rõ rồi thì thiếu điều học máu, lạy chúa, có phải là quỷ nước gì đâu
đây chẳng phải là gã trợ lý lương trong đám người kia sao? Gã đã kiệt sức, cả mắt trợn trắng muốn ngất đi. Chàng trai sắc mặt lại tái mét đến thế này. Tôi nhanh chóng vòng ra sau lưng gã, đỡ gã lên, đồng thời gọi Lao Dương đến giúp một tay. Lao Dương đến gần, nhìn qua là nhận ra hắn ngay. Cậu có hỏi: mẹ kiếp, sao tên này lại ở đây? Hắn vào bằng cách nào thế? Tôi đáp: có khả năng tên này bị rơi xuống đây một mình, không dám tự tung tự tác nên đành âm thầm theo dõi chúng ta. Thấy chúng ta xuống nước, hắn cứ tưởng đã tìm được đường ra ngoài, mới cùng theo xuống. Chẳng qua hắn không thể ngờ chúng ta lại muốn đến một nơi nguy hiểm như vậy. Tiếng nước tôi nghe thấy dọc đường tới đây, xem ra chính là của gã. Trợ lý lương còn đeo ba lô, thứ đó thấm nước tăng trọng lượng, kéo theo gã chìm xuống. Lao Dương vội vàng tháo nó ra khỏi người gã, rồi hỏi tôi: chúng ta làm gì với tên này bây giờ? Hắn là đồng bọn của đám người kia, mang theo có sợ rước thêm phiền phức không? Tôi cũng thấy nhức đầu, nhưng có phiền phức đến đâu cũng phải mang theo, đâu thể để mặc gã chết chìm dưới đây được, bèn nói: bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, thôi ta cứ tìm chỗ lên bờ đã, rồi xử lý hắn sau. Chúng tôi chỉnh lại tư thế, bơi vào bờ thêm vài mét. Bây giờ bỗng xuất hiện một thềm đá khá rộng, từ dưới đáy lên đến mặt nước khoảng 10 bậc, phần nhô lên trên lại kéo dài hơn 10 bậc nữa. Chúng tôi từ từ tiến lại gần, sau đó đạp lên từng bậc thang, bước ra khỏi hồ nước. Tôi mệt mỏi rã rời, liền ngã người xuống bậc thang há miệng thở dốc. Lao Dương bên cạnh lại phấn chấn lạ thường, lấy cây đuốc đã chuẩn bị lúc nãy ra, tẩm thêm rượu trắng rồi châm lửa, bộ vịt tức khắc sáng bừng lên. Tôi ngoảnh đầu quan sát xung quanh, hóa ra cái gọi là cửa thông đến địa ngục chẳng qua chỉ là một hang động đá vôi ẩn đằng sau thác nước. Cái hang này không lớn không nhỏ, xem ra là hang tự nhiên, nhưng ở vài chỗ có dấu vết tu sửa do con người để lại. Tận cùng dãy bậc thang là một thạch đài bằng đá vân xanh, bốn phía còn có bốn cột đá khắc đầy hoa văn hình chim thú. Giữa thạch đài có đặt một cái bình siêu bự, hình dạng kỳ quái, làm bằng thanh đồng, trông giống như một cái hồ lô khổng lồ, cao hơn tôi cả một cái đầu. Lốm đốm hoen gì, trên mặt đều là hoa văn rắn hai thân và hoạt động cung tế. Đây là một đàn tế, tôi thầm nghĩ. Xá tộc coi trọng việc cung tế, chứ không nặng về chuyện chôn cất. Vật này xuất hiện ở đây, xem ra mình đã đến gần cổ mộ rồi. Chúng tôi bước lên thạch đài, để gã trợ lý lương nằm trên mặt đất cùng với ba lô, sau đó xem xét phía bên kia thạch đài. Ở đó có một dãy bậc thang đá rộng rãi uốn lượn dẫn xuống sâu bên trong hang động này, ước chừng hơn 100 bậc. Ánh sáng từ cây đuốc không thể chiếu tới đáy động, nên không ai biết được có thứ gì đang chờ mình bên dưới. Tôi nói với Lão Dương: nếu đây là đường vào địa phủ thì chỗ này chính là quỷ môn quan, bên dưới trẻ e chỉ là 18 tầng địa ngục, cậu có sợ không? Lao Dương chỉ vào trợ lý lương ngay bên cạnh, nói: sợ cái khỉ gì, ta chỉ hẳn không thể mau mau bước xuống thôi. Nhưng con gã này thì giải quyết thế nào đây? Cửa vào cổ mộ đã gần đến thế, tôi và Lao Dương đều sốt ruột muốn lập tức xuống đó xem thử, thế mà lại vướng phải thằng cha họ Lương này. Nói sao cũng không thể bỏ mặc gã lại được, đền đành đặt cho gã tỉnh trước rồi tính sau. Chúng tôi lột đồ gã ra, sau đó lấy rượu trắng dội lên, sao mặt gã nhanh chóng dịu lại. Lao Dương vạch mắt hắn ra, nhìn rồi hỏi: này, có nói chuyện được không đó? Trợ lý lương dần dần khôi phục lại ý thức, biết đã lọt vào tay chúng tôi, bất đắc dĩ gật đầu, ho khan một tiếng. Lao Dương nói: ai đừng sợ, bọn tôi không giống như đám người mấy anh đâu, sẽ không bắt anh phải làm gì hết. Nhưng bọn tôi cũng muốn đảm bảo an toàn của bản thân, cho nên anh cố mà thành thật một chút, chúng tôi sẽ mang anh theo vào, bằng không bắn bỏ luôn tại chỗ, hiểu chưa? Trợ lý lương gật gật đầu, mở miệng định nói gì đó rồi lại nói không nên lời. Lao Dương lại chu thêm mấy ngụm rượu vào miệng gã, đến khi gã ho sặc sụa mới thôi. Sau đó rút dây lưng ra trói gã thật chặt, còn nói với tôi: tớ vẫn không yên tâm, mấy tên này toàn là dân xóm liều, cứ trói hắn lại đã rồi tính sau. Trợ lý lương cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chống cự, để mặc Lao Dương trói gô gã lại. Chúng tôi thấy gã không có gì đáng ngại,
mới đỡ dậy để cho gã dẫn đầu. Ba người đi đến bên kia thạch đài, bưng lên những bậc thang đá dẫn thẳng xuống dưới. Thật ra thì người Xa Quốc không am hiểu về chế tạo cơ quan hay kỹ thuật tinh xảo. Nếu vì cẩn thận, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới đi hết hơn 100 bậc thang này. Cuối cùng trước mắt chúng tôi hiện lên một bãi đất bằng, xem ra đã đến đáy hang. Cuối những bậc thang là một cây cầu đá đen kịt nhẵn bóng, tiếp đó là một vách đá. Loại địa hình này có thể là do các mạch nước ngầm chảy trong nham thạch dưới lòng đất nơi đây thực chất có kết cấu hình bậc thang hướng xuống dưới, cộng thêm một ít vận động địa chất ở vùng núi này tạo ra một loạt các vết đứt gãy địa tầng mà hình thành nên. Dưới vách đá là một khoảng không tối đen sâu hun hút, không thể nhìn thấy được gì. Chúng tôi nhìn mà phát dầu, nếu có đèn pin thì tốt rồi. Lúc này chúng tôi chỉ có một cây đuốc nhỏ thì làm sao mà thấy được bên dưới có gì. Lão Dương hỏi tôi làm sao bây giờ, có cần ném luôn cây đuốc xuống không? Tôi nói vậy sao được, ném đuốc đi rồi cả bọn xuống đó kiểu gì. Lúc này trợ lý Lương mới thều thào nói: hai cậu, trong ba lô của tôi có súng báo hiệu. Lão Dương vội lục trong ba lô của hắn, quả nhiên tìm được một khẩu, liền ngạc nhiên nhìn trợ lý Lương: chà, anh cũng khá lắm đấy, rất biết hợp tác nha. Tôi kiểm tra sơ qua, thấy súng báo hiệu không có vấn đề gì, bèn mở chốt an toàn, sau đó nhắm vào phần trên vách đá, bắn ra một quả pháo sáng. Ánh sáng bùng lên, rọi sáng một vùng rộng lớn. Trong nháy mắt, cả sơn động hiện lên rõ ràng ngay trước mắt tôi. Chúng tôi nhìn xuống dưới, cả ba người lập tức ngây ra tại chỗ. Mới đầu tôi vẫn chưa nhận ra mình đang nhìn thấy thứ gì, để khi nhận ra lập tức ngỡ người, miệng há hốc, gần như không dám tin vào mắt mình. Trợ lý Lương đi đằng trước, vốn đang kiệt sức, vừa thấy khung cảnh phía dưới bước chân đã lảo đảo, suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất. Lão Dương cũng tái mặt, bất giác lùi lại một bước. Dưới vách đá mười mấy mét là một hang động thiên nhiên rất lớn, bên trong chất đầy ắp thứ gì đó trông như củi khô. Nhìn kỹ lại mới biết, hóa ra toàn là xương cốt, lớp này nối tiếp lớp kia, cỏ trồ còn trồng chất lên thành đông lớn, đếm sơ sơ cũng phải được hơn vạn bộ xương. Đây là chỗ quái quỷ nào vậy? Tôi hoảng hồn nói: trời đất ơi, đây chẳng phải một hố chôn tập thể sao? Chẳng trách mấy ông thầy phong thủy thường nói mình có thể nhìn thấy âm phủ. Cảnh tượng này quả thực khiến người ta chấn động, dẫu là ai nhìn thấy chắc chắn đều liên tưởng đến khung cảnh dưới địa ngục. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt trông vô cùng quen thuộc, hình như đã từng gặp qua ở đâu đó. Tôi nhíu mày cố gắng hồi tưởng, đột nhiên trong tâm trí hiện lên một hình ảnh tương tự. Phải rồi, cái động xác gần miếu hạt dưa ở Sơn Đông chẳng phải rất giống với nơi này sao? Suy nghĩ của tôi thoáng chốc rối bời, cảm giác như cổ họng nghẹn đắng, nói không nên lời. Nơi này quả nhiên có liên quan tới động xác gần miếu hạt dưa ở Sơn Đông. Cái động xác kia có một cỗ quan tài thủy tinh treo trên vách đá, còn có một nữ thi áo trắng tóc dài châm đất. Nơi này chẳng biết có hay không. Tôi vội vàng nhìn khắp xung quanh. Lúc này pháo sáng đã rơi xuống cuối quãng hành lang quanh co. Trong khoảnh khắc ánh sáng vụt tắt, tôi thấy loáng thoáng giữa đống thi thể hình như có thứ gì đó rất lạ. Hết chương thứ 14, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.